định không nói chung biết được khách mời là ai, nhưng bữa nay tới biết là Khay thì vui lắm, thật sự là rất vui. Tại vì Trung với Khay là không chỉ biết nhau mà còn rất là hiểu nhau. Tại vì Trung với Khay ngày xưa cấp 2 là hai đứa rất là thân với nhau. Đi học có một thời gian ăn dầm nằm về ở chung nhà, hay qua nhà nhau chơi dữ lắm đó. Nhưng mà chưa bao giờ được làm việc với nhau hết. Và khi mà Trung với Khay mất cái thông tin liên lạc của nhau rất là lâu, cả chục năm. Rồi vô tình một hôm thì Trung thấy Khay bình luận trên Facebook của một người bạn của Trung. Thì Trung giật mình, không, cái bạn này sao quen dữ vậy trời. Bấm vô Facebook thì mới biết là Khay. Oh my god. Wow. Trời ơi, mà tại vì lĩnh vực của Trung với Khay nó khác nhau nhiều quá. Trung không có thường xuyên cập nhật thì Trung cổ hủ với nó. Trung không có xem nhiều, Trung chỉ biết Khay hoạt động rất là nhiều người thích, rất là nhiều người thương. Mà Trung không có được nhiều thời gian để mà gặp hay là quay chương trình chung với nhau hết. Tại vì hai đứa làm nhiều chương trình nó khác nhau quá. Xong rồi vô tình hai đứa gặp lại nhau, cho tới bây giờ mới được làm việc chung. Hy vọng hồi nữa không phải là hy vọng, mà chắc chắn sẽ về đội với nhau. Cỡ nào cũng phải về. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Hôm nay thì ngoài Khay Tài thì mình có một người khách mời đặc biệt nữa, mà cũng tình là đối thủ của Trung. À. Trung muốn á thì Trung muốn Khay là do mối tình thâm niên, còn Trung muốn chị Trâm là do mà cảm giác an toàn. Tại vì chị Trâm nè vừa có một cái kiến thức sâu rộng về âm nhạc nè ha, rồi vừa ha biết nhiều người ta, đó là người ta là ca sĩ, người ta sẽ nghe được nhiều, người ta sẽ thông thái hơn, người ta sẽ nhạy cảm hơn với âm nhạc đó. Thì hy vọng là nếu mà về đội chị Trâm thì mình có thể có khả năng mình sẽ bớt có đoán sai lại. Hy vọng mọi người sẽ cùng đón xem chương trình Giọng Mãi Với Ông Ai, và đừng quên là sẽ luôn ủng hộ chương trình cũng như là tất cả nghệ sĩ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẹp luôn đó. Hôm nay Khay rất là vui khi được ngồi trực tiếp và nghe chị Trâm hát Một Con Quái Vật. Một Con Quái Vật. Con Quái Vật. Cái gì? Không, Quái Vật là giọng hát chị. Cảm ơn nghe bên khen chị đó. Mẹ thấy mừng cho chị á, tại vì không bể mừng cho Khay nữa. Không có bị hát với lại những cái thành phần mà coi như là big boy. Nói chung là mọi thứ cái kết quá là đẹp cho chị ha. Nhưng mà chị có ấn tượng với bạn nhất thế nào biết không? Chị ấn tượng với cái bạn mà ra mà nhìn Khay, cái nhìn Khoa chầm chầm á, cái bạn mà mắt to. À bạn Chi Chi hả chị? Chi đó. Cái gì mặt cọc hai. Chị nhầm chị Min. Khoa thì Khoa ấn tượng với mặt cọc thứ nhất. Ốm ốm mà bạn mà số 1 đó.
bạn ấy thật sự bạn ấy hát dở nhưng mà cái tâm lý nó lại tâm lý rất là hay, cái cảm giác nó truyền cảm một cái bài hát nó rất là nhiều thứ, khi mà nghe bạn hát thì mình cảm giác giải trí lắm. Vui à, vui lắm à. Nói chung là cái hôm nay là vui, rất là vui vì vừa được chị nghe chị Trâm hát, vừa lại gặp được người bạn cũ, gặp được anh Khoa nữa, rất là vui. Dạ. Nói chung là thường, một công đôi chuyện. Dạ đúng rồi, tại vì thường á ai cũng có việc hết, mà mình chỉ xem giống như anh Diễn, anh Hài của anh Khoa thì chỉ là xem trên YouTube, trên TV thôi. Thì hôm nay được gặp hết tất cả mọi người là cảm giác rất là tuyệt vời. Có đèn cũng ngon chị ha, cầm 25 triệu. Ừ, cầm 25 triệu. Đi về ngủ mấy tháng sau mới chuyển em. What? Mà sống mới chuyển à, Ha 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 ha